个超级加倍，不如便被他以外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的嘴硬说机甲狼玩心快。Yes, sir, anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh channel mình Production. Dạ, thì ok, lại là Baby Red, thầy đấy, thầy của anh em đấy đấy. Gọi cho má tao, gọi cho má tao đấy. Thật với anh em là mình từ lúc nghe rap thì mình ít nghe được sản phẩm của thầy Baby Red đấy, nhưng mà ông này, ông nhói này được với mình cảm giác là ông này hài vãi đái, xem rất nhiều video của ông, kể cả ông ấy reaction luôn hài. Nhưng mà dạo gần đây thì cũng ra khá là một số MV sản phẩm không khá là ok đấy. Nói chung là cái cách, cái gu làm nhạc của ông này nó sẽ, nói chung ở Tây anh em, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút, mang thiên hướng của Tây Âu đấy, thì không biết là cái sản phẩm chơi cho đẹp là như thế nào thôi. Yeah, thì chúng ta vào ok ngay luôn thôi. Đấy, mẹ, anh em thấy tôi nói đúng không? Mẹ đúng kiểu Tây Âu luôn, tiền và gái đấy, và con beat nó nổi lên nó cũng sang đấy anh em đấy, nhìn là biết chất vãi đai luôn đấy, tiền và gái. Yeah, 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 không có câu sang rồi, một khó khăn tao cũng quen rồi, tụi nó dùng trang sức flex cùng tao thì dùng lá gan vội. Yeah, đường ngang lên vương trời, gặp cái lớn vẫn dạ vâng lời, người ta này là bởi vì cái tao sống nét chứ không phải cái kiểu bày tỏ trên người. Mấy cái tầm fake fake tao khinh, là mình không cấp chết sao tin không hết nhưng phải đúng cách. Ở ý những cái để mình đóng cast làm tình anh em mình ban nhau, đừng có rút ván khi sang cầu, nhưng anh em luôn được sang giàu, nếu mới cùng ngày giống tao thì sang tàu. Say no với mấy tân phần mong cùng tần số đến daddy. Mẹ nó là ghẹo mây mây mà đừng tha đi. Khổ xa cho được biến cái tâm của mình thật ma quỷ. Chơi cho bọn nhỏ nó nè chứ đừng để nó coi không ra gì. Chơi cho đẹp. Anh em ơi, anh em ơi, mẹ xin phép nghe lại đoạn này của SMO nhá. Bịt mày quả flow chất vãi luôn. Quả flow, ôi, sorry anh em, hơi nói bậy rồi. Quả flow nó đỉnh vãi linh hồn luôn anh em, hay vãi trưởng luôn. Mẹ quả flow nói thật, trước giờ mình cực kỳ thích cách đi flow của SMO luôn, kiểu nó dính ấy anh em, dính vai đái luôn. Không phải tự nhiên là NMO thi rap Việt mà được đánh giá cao đâu anh em nhé, không phải tự nhiên đâu. Yeah yeah. À nhưng mà mình biết rồi, mà cái bài này cũng một phần là quảng cáo cho cái New 88 gì đấy đấy. Nãy giờ toàn zoom vào New 88. Chơi cho đẹp. Chơi cho đẹp. Chơi cho đẹp. Xin được không có câu sang rồi, một khó khăn tao cũng quen rồi, tụi nó dùng trang sức flex cùng tao thì dùng lá gan vội. Bước ra đường anh em dân trời, gặp người lớn vẫn dạ vâng lời, người ta này là bởi vì cái tao sống nét chứ không phải cái kiểu bày tỏ trên người. Mấy cái tầng fake fake tao khinh, là mình không cấp chết sao tin không hết nhưng phải đúng cách. Ở ý những cái để mình đóng cast làm tình anh em mình ban nhau, đừng có rút ván khi sang cầu, nhưng anh em luôn được sang giàu, nếu cùng ngày giống tao thì thầy sang đai. Cầu say no với mấy tân phần mong cùng tần số đến ra đi. Mẹ nó là ghẹo mây mây mà đừng tha đi. Khổ xa cho được biến cái tâm của mình thật ma quỷ. Chơi cho bọn nhỏ nó nè chứ đừng để nó coi không ra gì. Chơi cho đẹp. 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 Chơi cho đẹp.
chơi cho đẹp. That's how I feel, yo. Chasing a check, but never a bitch. You know what it is. Follow the script. Me and my homie, we getting rich. How you go, bro? With your double A door, ragged needle. With your double A door, ragged needle. Get your dip. Get your dip. Hey, cái vocal của mẹ thầy đỉnh vãi đái. Mẹ, tại sao mẹ cái giọng nói nó chuyện bình thường nó một kiểu khác mà mẹ nó hài vãi đái mà mẹ vào trong giáp nó căng, mẹ căng dễ sợ. Mẹ đúng kiểu. Dòng của thầy sinh ra để mẹ để làm để cue những con beat này này. Nó sang thật sự anh em ạ, đi mẹ, nó sang đấy, đúng kiểu chất Tây Âu luôn. Nhất đặc biệt cái giọng nghe nó đã vãi linh hồn luôn. Cái vocal ấy, nghe lại vượt của thầy phát. Tất nhiên cái bài này thì anh em đã rõ rồi đúng không? Là chắc chắn là quảng cáo. Cái New 88 này mình nghĩ cũng là một cái trang, nói chung là chắc là cũng trang chơi game cái gì đấy 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 đấy. Nhưng mà để nói là nói chung vớt hai ông này thì một ông thì đẳng cấp quá rồi, cái flow nó quá là ok rồi, còn cái vớt của thầy ấy thì thật ra là mình ấn tượng cái flow rồi, à không nhầm, mình ấn tượng cái vocal rồi, nhưng mà cái vocal nó dính con beat vãi đái luôn, mẹ nó sang, nghe nó sang dã man luôn. Nếu mà anh chơi không bao giờ thua, thắng lẫn vô có thua thì sao? Đối với anh quan trọng là bao nhiêu tiền ở trong bank account, yeah. Hey friend, nếu mà mày chơi thì chơi cho đẹp, chứ mày đừng chơi chill, yeah. I'm for real, yeah. Bao nhiêu thời gian trôi qua mà anh vẫn sáng như là ngôi sao, yeah. 24 karat gold, Friday my wrist with VVS, yeah. Keep it real, yeah, yeah. Homie, keep it chill. Bao nhiêu thời gian trôi qua mà I still keep it real, yeah. Keeping it real. Fuck all this hater, that's how I feel, yo. Chasing a check, but never a bitch. You know what it is. Follow the script. Me and my homie, we getting rich. How you go, bro? With your double A door, ragged needle. With your double A door, ragged needle. Chơi cho đẹp. 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 Alo alo, xin chào tất cả anh em, bữa nay là Baby Red AK Hùng Xe Đạp. Trước tiên Baby Red xin cảm ơn nhà hỗ trợ chính No 88. Có chơi thì mới có ăn nha các em. À đấy, mẹ nó gió luôn anh em, mẹ New 88 hỗ trợ quảng cáo luôn đấy. Đấy. Nhưng mà phải nói là ok, nói luôn này, bài này không cần phải nghe lại đâu, nghe phát thấm luôn rồi. Bắt đầu của SMO thì không cần phải nói rồi, đi mẹ. Ông này, cách ông đi flow thì nói thật, sản phẩm ông này mình nghe khá là nhiều, mình cực kỳ kết cái những cách ông này đi flow luôn. Nó dính. Thật ra thì miền Nam ấy, thì mình thấy có hai kiểu, những rapper miền Nam nhá. Một là họ sẽ theo hướng cách flow, hai là thường họ sẽ chọn những con beat cực kỳ hay. Đấy. Còn anh em miền Bắc ấy, thì mình thấy là sẽ thiên hướng về punchline là nhiều. Nói chung là ông SMO thì mình không cần phải nói đến quá nhiều vì quá đẳng cấp rồi. Với mình là cực kỳ đẳng cấp. Bởi vì nói thật, để kill những con beat nó đơn giản, mình cảm thấy đơn giản với ông này luôn ấy. Đấy. Đấy, cách đi flow nghe phát nó dính luôn, không cần phải hiểu lyric, không cần phải gì lâu luôn. Mà thật ra thì cái bài này lyric thì nó cũng không có gì nó quá đặc sắc đâu anh em, nó cũng không phải có gì nó có thâm thúy. Đấy, nó cũng chỉ là một cái chủ yếu là quảng cáo thôi, để quảng cáo nữa. Đấy. Một sản phẩm người ta gọi là sản phẩm gì nhỉ? Sản phẩm gang gang kiểu kiểu đấy. Còn ok, đến thầy Baby Red. Đến thầy thì nói thật nhá, chia sẻ thật với anh em. Mẹ thầy hài bao nhiêu những lúc reaction này. Những lúc làm video
đời tư cuộc sống thì anh thầy hài bao nhiêu thì lên mẹ những cái MV rap này thầy ngầu bấy nhiêu anh em ạ. Đấy, nó kiểu đối lập luôn đấy. Lên nó ngầu từ này. Đấy. Trạng thái biểu cảm hành động khi rap mẹ nó ngầu vai đái mà đặc biệt cái vocal thầy nhá, em có lời khen vocal cho thầy. Nó sang dã man này nghe, mẹ đỉnh. Cực kỳ sang luôn, nó khớp con beat đấy chứ. Thế đúng là thầy 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 cứ theo thiên hướng làm nhạc âu âu một chút thế này giống kiểu là giống kiểu Andre đấy dính anh em kiểu nó sang mà nó bắt rất là bắt tai. Ok, nói chung xét tổng thể cái bài này thì nó cũng không có gì nó quá đấy đâu, nó theo thiên hướng giải trí là nhiều thôi nha. Đấy. Nội dung thì nó cũng thế thôi đấy, chơi cho đẹp đấy, nói anh em phải chơi cho đẹp tức là giống hiểu là anh em vào chơi vào chơi cái app New 88 mà cũng phải chơi cho đẹp đấy, kiểu kiểu đấy tự tựa như thế. Ok anh em thì mình cũng chỉ theo thiên hướng quá nhất của mình là mình cảm nhận thế thôi. Ok anh em thì lời đầu tiên cảm ơn anh em đã xem phần reaction này của mình. Lời đầu thứ hai là anh em có thể bình luận những ý kiến anh em giống kiểu là anh em xem những video này anh em cảm thấy như thế nào thì anh em có thể comment ở dưới. Thứ hai là anh em hãy cho mình một lượt đăng ký, một lượt like anh em nhá. Yes. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Bye bye.